Tại sự kiện Google I/O 2024, Google đã công bố nhiều cải tiến và tính năng mới xoay quanh Gemini, nền tảng AI mà CEO Sundar Pichai gọi là trọng tâm trong mọi hoạt động của công ty. Đáng chú ý là sự cải tiến của Google Search với AI Overviews, cho phép công cụ tìm kiếm cung cấp các tóm tắt ngắn gọn từ nhiều trang web, giúp người dùng tiếp cận thông tin nhanh chóng và hiệu quả. Tính năng Multi-Step Reasoning của Gemini cho phép vận dụng logic và suy luận đa bước để đưa ra các câu trả lời chính xác. Ngoài ra, Google Photos được nâng cấp với tính năng Ask Photos, cho phép người dùng đặt câu hỏi và tương tác với ảnh. Google Workspace cũng gây ra chú ý với khả năng tóm tắt email và cuộc họp, quản lý công việc và lịch trình. Tính năng truy xuất thông tin từ Google Drive biến Gemini thành trợ lý ảo đa năng, hỗ trợ nâng cao năng suất làm việc. Google đặt mục tiêu tiếp tục phát triển trong lĩnh vực AI, cung cấp những trải nghiệm và tiện ích mới cho người dùng. Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào các công nghệ AI tiên tiến nhằm tạo ra những giải pháp hỗ trợ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngày hội game Việt Nam, Vietnam Gamers 2024 đã trao giải Vietnam Game Awards 2024 đã diễn ra thành công với nhiều hoạt động đáng chú ý, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng game thủ Việt Nam. Sự kiện được tổ chức tôn vinh những thành tựu nổi bật, những đóng góp to lớn của các tổ chức, cá nhân và sản phẩm xuất sắc đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành game Việt Nam trong năm qua. Điểm nhấn của Vietnam Game Awards 2024 là số lượng giải thưởng tăng lên đáng kể, từ 14 lên 22 giải so với năm 2023. Trong số các hạng mục giải thưởng, VNPT đã vinh dự nhận giải nhà mạng được yêu thích nhất khi nỗ lực nâng cấp trải nghiệm người dùng, trở thành đối tác tin cậy đồng hành cùng mỗi cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. VNPT cũng đang tích cực đầu tư vào nghiên cứu và phát triển mạng 6G, hướng đến mục tiêu dẫn đầu trong lĩnh vực viễn thông, thúc đẩy Việt Nam hội nhập và vươn tầm quốc tế. Ngoài lễ trao giải, Ngày hội game Việt Nam năm nay còn diễn ra nhiều hoạt động khác như hội thảo chuyên đề, giao lưu với game thủ, khu trải nghiệm game, khu trưng bày sản phẩm, để các cá nhân và tổ chức trong ngành game gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và cùng nhau phát triển. Ngày hội game Việt Nam, Vietnam Gamers 2024 đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy ngành game Việt Nam, đón đầu tương lai và phục vụ cho sự phát triển của các lĩnh vực số hóa trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ triển lãm AutoTech 2024, công ty cổ phần công nghệ xe điện AI E-Bike đã trình làng dòng xe điện thông minh AI E-Smile. Sản phẩm này không chỉ sở hữu công nghệ quản lý thông minh IoT mà còn được trang bị công nghệ động cơ tích hợp điều khiển trực tiếp, mang lại trải nghiệm lái mới mẻ và an toàn hơn cho người sử dụng. Điểm đặc biệt của AI E-Smile là khả năng kết nối thông minh qua ứng dụng điện thoại, cho phép người dùng quản lý và điều khiển xe từ xa một cách tiện lợi. Hơn nữa, xe còn tích hợp hệ thống định vị GPS và hệ thống phanh đĩa cải tiến, đảm bảo an toàn tối ưu. Đặc biệt, công nghệ điều khiển vận hành xe thông minh IoT giúp người lái có thể tương tác với xe một cách thông minh hơn, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm thiểu tác động môi trường. Định hướng của chúng tôi sắp tới là đầu tư vào phát triển các mẫu sản phẩm mới có ứng dụng các công nghệ thông minh AI và tạo ra các sản phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Mẫu sản phẩm AI Smile nó có ưu điểm là dòng sản phẩm này được tích hợp công nghệ thông minh IoT, đồng thời công nghệ động cơ tích hợp bộ điều khiển phía trong, mang lại cảm giác lái chạm và trải nghiệm mới cho người tiêu dùng. Không ngừng đổi mới và mở rộng, đến nay AI E-Bike đang từng bước khẳng định vị thế của mình không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn vươn ra toàn khu vực. Trong tương lai, chúng ta có thể mong đợi nhiều đột phá hơn nữa từ AI E-Bike với mục tiêu tạo ra một tương lai di chuyển không chỉ thông minh hơn mà còn bền vững hơn.